Dạ con chào nội. Nội, nội bán gì vậy nội? Bán nước vô hai mà. Dạ. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 8 tháng 10 năm 2024. Hiện tại bây giờ thì em đang ở tại chợ Thành Lộc thuộc thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trong buổi sáng ngày hôm nay, em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của một nhà hảo tâm mới. Đó là chú Vân ở bên Úc. Và thì chú ấy có gửi về cho em là 10 triệu để gửi đến cho những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi tại chợ. Và thì trong buổi sáng ngày hôm nay, em sẽ mời cô chú anh chị cùng đi đến một ngôi chợ, đó là chợ Thành Lộc chung với em, để tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi cô chú anh chị ha. Thì cô chú anh chị có thể thấy chợ ở đây, em thấy nó cũng tương đối khá là vắng nè. Chỗ này là chỗ bán quần áo ở ngoài nè. Dạ con chào nội. Nội, nội bán gì vậy nội? Bán nước vô hai mà. Dạ, nội bán con nhiêu đây thôi hả nội? À. Dạ, nội năm nay nội được mấy mươi rồi nội? 72 rồi hả nội? Bây giờ sức khỏe nội như thế nào nội? Bệnh hóm thằng nhà thương có lại hết 2 tuần lễ. Dạ, là ở trong bệnh viện nó 2 tuần lễ cái ha. Dạ, rồi bây giờ là nội ở với ai nội? Ở với ông. Dạ, ông nội được mấy mươi rồi nội? Hôm nay 74. Dạ. Vậy một ngày mà nội bán cái này bữa nào hên lắm thì nội được khoảng bao nhiêu? Lắm 3 ngày. Dạ. Ăn gì chi? Dạ, bữa nào hên lắm thì nội được bao nhiêu? Dạ. Dạ. Nội bán rồi nhà. Dạ. Hết ai hết? Chắc là được khoảng... Dạ. 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 Nguyên nãy chú chào bá có 10 ngàn à. Dạ, ghé vậy đó hả nội? Dạ. Dạ. Dạ, thì bữa nay con gặp nội là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là chú Vân ở bên Úc. Dạ, dạ. Chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ. Mà mưu sinh vất vả như nội. Dạ. Thành ra ngày hôm nay chú Vân có một phần lì xì nho nhỏ tặng cho nội nha. Dạ, thôi, mang ơn quá. Dạ, đây là tấm lòng của chú Vân. Dạ. Ở Úc tặng cho nội. Dạ. Dạ, bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Dạ, dạ, mừng quá rồi. Dạ. Có nhà có 100 ngàn. Dạ, nội có nhắn gửi gì với chú Vân không? Nhắn gửi chú Vân, chú Vân. Cảm ơn ngoại. Dạ. À, chúc nội sẽ giữ gìn sức khỏe. Dạ. Bán hết sớm về sớm nghe nội. Dạ, dạ. Dạ, mình sẽ chờ nội. Cảm ơn nội. Dạ, cảm ơn chị. Em cũng hơi bất ngờ là chợ này cũng không có nhiều người bán lắm. Nhìn thì nó cũng khá là, tương đối khá là to, cô chú anh chị. Ở một cái ngôi chợ xã mà như thế này thì cũng quá là to rồi. Yeah. Ông ngoại ơi. Ông
xong thì em thấy cũng tương đối. Quay coi chợ bán quá trời đất luôn nè. Dạ, cũng hơi vắng hả chị ha. Dạ. Cảm ơn chị. Rồi để chú em về em ghé chợ em gửi. Rồi rồi rồi. Dạ. Dạ, dễ quá em ơi. Dạ. Em thấy ai ở trong chợ cũng than hết vắng. Dạ, bà ăn được con ngồi đây rồi. Dạ, tại sạp thịt em thấy người ta bán có 2 sạp à. Này chắc có lẽ là được chị, em chỉ gửi được một hoàn cảnh ở ngôi chợ Thạnh Lộc này thôi. Cô chú anh chị thấy kiosk là xây dựng rất là rộng nhưng mà cái người dân bán ở đây không có được nhiều. Đây nhiều khi người ta đây làm chỗ ở luôn á. Dạ, thì chân thành cảm ơn, chắc là lẽ em xin kết thúc video thôi. Thì cô chú anh chị thấy đó, chợ Thạnh Lộc cũng không có nhiều hoàn cảnh lắm. Dạ thì em chỉ gửi được một nồi là 300.000 thôi. Chân thành cảm ơn tấm lòng của chú Vân ở bên Úc và những cô chú anh chị đã từng đồng hành cùng em. Em sẽ tiếp tục thay mặt chú sẽ gửi đến cho những hoàn cảnh khó khăn ở khu chợ tiếp theo. Dạ, cảm ơn chú Vân nhiều lắm. Và không quên những cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc cô chú anh chị cũng như nhà ở Tâm sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc của mình để sẽ có những sự hỗ trợ đến với cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ạ.